Thưa quý vị, xã Nhân Mỹ, huyện Kế Sách có diện tích tự nhiên hơn 2.882 ha, toàn xã có 8 ấp với 3.430 hộ, hơn 16.650 khẩu. Năm 2022, được Ủy ban Nhân dân huyện Kế Sách chọn xây dựng nông thôn mới theo 19 tiêu chí quốc gia. Theo đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhân Mỹ luôn đoàn kết phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng diện mạo nông thôn ngày thêm khởi sắc. Trong xây dựng nông thôn mới, cấp ủy chính quyền xã Nhân Mỹ đề ra các mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao để nâng cao thu nhập. Trong đó, các mô hình kinh tế tập thể được khuyến khích thành lập. Bên cạnh đó, địa phương cũng vận động nhân dân phát triển mô hình sản xuất đa canh trên cùng đơn vị diện tích. Khi kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ổn định, thì việc vận động, đóng góp sức dân vào xây dựng nông thôn mới sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Thực hiện theo cái kế hoạch là 173 là ngày 6 tháng 4 năm là 2022 của Ủy ban Nhân dân huyện Kế Sách thì là đưa xã Nhân Mỹ sẽ là đầu tư xây dựng là 19 tiêu chí theo nông thôn mới. Thì về xã là sẽ thành lập ban chỉ đạo, trong đó là gồm là 30 thành viên, trong đó đồng chí bí thư đảng ủy xã là trưởng ban. Thì quá trình là tổ chức triển khai cho đến ngày hôm nay thì được cái quyết định là của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng công nhận xã Nhân Mỹ là đạt chuẩn nông thôn mới, là đạt theo 19 tiêu chí. Hợp tác xã mình thì trồng cây vú sữa tím tứ quý là chính, với diện tích hiện tại đã được cấp mã cốt thì coi như của hợp tác xã được coi như 10 hecta 3. Số lượng của hợp tác xã đã trồng thì trên 30 hecta, sản lượng trung bình thì coi như mỗi một hecta trung bình cỡ khoảng 35 tấn trái trên một năm. Bên hợp tác xã thì vừa sản xuất trái và còn có kinh doanh thêm cây giống và sản xuất cây giống. Cái định hướng của hợp tác xã của mình á, thì có làm thêm cái mảng du lịch để cho bà con đến tham quan. Thực hiện nông thôn mới, xã Nhân Mỹ đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và đẩy mạnh huy động trong nhân dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Tổng các nguồn vốn xã huy động gần 146 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 52 tỷ đồng. Hiện giao thông nông thôn xã Nhân Mỹ phát triển nhanh, 100% ấp đều có lộ bê tông và cầu nối liền từng tuyến, hệ thống thủy lợi cơ bản khép kín. Giao thông phát triển tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và tạo ra sức bật mới trong sản xuất. Nước sạch, điện lưới quốc gia được đầu tư mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sản xuất và sinh hoạt. Các trường học trên địa bàn được đầu tư xây dựng theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Hiện thu nhập bình quân của người dân địa phương hơn 53 triệu đồng một người một năm, tăng 39 triệu đồng so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,31%. Nhà tường kiên cố liên tiếp mọc lên, nhiều công trình thắp sáng đường quê, nhiều tuyến đường trồng hoa kiển, cột cờ tổ quốc xuất hiện, minh chứng cho thành tựu phát triển của một xã vùng nông thôn sâu. Mấy năm gần đây, thì ở trong xã Nhân Mỹ thực hiện cái phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Từ chỗ đó mà cái phong trào điện đường trường trạm đều là được hỗ trợ của cấp trên, giúp đỡ và tận tình và sự đóng góp của nhân dân. Do đó cái tình hình là phong trào nông thôn mới ở địa phương hiện nay hết sức là khởi sắc, là tươi đẹp. Và các đường làng ngõ sáng khang trang, sạch đẹp. Cái đời sống vật chất tinh thần của người dân càng ngày là càng phát triển. Nhờ chung sức chung lòng đã giúp cho xã Nhân Mỹ thực hiện đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ngày 3 tháng 3 tới đây, xã Nhân Mỹ sẽ được công nhận đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Đây là niềm vui của nhân dân và chính quyền địa phương. Thì ban chỉ đạo xã là tiếp tục là triển khai các giải pháp và nhiệm vụ. Trước mắt thì chúng đề nghị là cấp ủy chính quyền các cấp sẽ hỗ trợ đầu tư là vốn rồi là nguồn lực, là bên cạnh đó thì cũng phải là vận động nhân dân tiếp tục là ra sức để phấn đấu chung tay để xây dựng là xã nông thôn mới, mà làm sao cho là những năm tiếp theo là được xã là nâng cấp lên là xã nông thôn mới nâng cao. Tới đây, huyện Kế Sách có 5 xã được công nhận đạt 19 trên 19 tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới là xã An Lạc Tây, Ba Trinh, Đại Hải, Kế An và Nhân Mỹ. Từ nền tảng này sẽ là tiền đề quan trọng để đảng bộ và nhân dân huyện Kế Sách tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.